Sáng nay 20 tháng 5 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Công tác sẽ tặng được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Các hồ sơ đề nghị xét tặng đều được thực hiện qua 3 cấp hội đồng: Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước và Hội đồng cấp nhà nước. Chủ tịch Hội đồng cấp nhà nước đã chủ trì các cuộc họp quan trọng để xem xét, ra soát lại toàn bộ danh sách giải thưởng. Hội đồng cấp nhà nước thống nhất ý kiến đối với từng trường hợp xứng đáng được xét tặng giải thưởng. Những công việc này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện với trách nhiệm, tâm huyết và những tình cảm trân trọng nhất dành cho các văn nghệ sĩ. Tại buổi lễ, 18 tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các ban, bộ, ngành địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ nghệ sĩ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn hóa nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình.